Chiều nay thì Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã có cuộc trao đổi trực tuyến với các học viên của chương trình học kỳ hè Wiseely do Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam tài trợ với sự phối hợp tổ chức giữa Viện Chính sách Công IPP và chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright. Hôm nay cũng là ngày kết thúc đợt học đầu tiên của chương trình Wiseely. Chiều ngày 7 tháng 8 tại Tổng lãnh sự quán Mỹ tại thành phố Hồ Chí Minh, 80 học viên đợt học đầu tiên của chương trình học kỳ hè Wiseely đã có cuộc trao đổi trực tuyến với Ngoại trưởng Mỹ John Kerry, hiện đang có chuyến thăm Hà Nội. Nhiều vấn đề về liên quan đến giáo dục và phát triển đội ngũ nhân lực trẻ đã được đặt ra, chẳng hạn như làm sao để thúc đẩy tự do học thuật tại Việt Nam. Ngoại trưởng John Kerry cũng bàn đến dự án thành lập Đại học Fulbright Việt Nam. Ông khẳng định Đại học Fulbright Việt Nam có triển vọng lớn và cam kết sẽ hỗ trợ dự án này. Hiện tại, chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright đang thực hiện chương trình học kỳ Wiseely dành cho các bạn trẻ độ tuổi từ 18 đến 25 tuổi có năng lực, có phẩm chất để trở thành những người lãnh đạo trong tương lai. Về mặt kiến thức thì chúng tôi cũng đã được huấn luyện để mà tự mình tìm hiểu rất là nhiều kiến thức liên quan đến chuyện hội nhập kinh tế quốc tế. Những cái chương trình như là đóng vai những cái quốc gia trong một cái vòng đàm phán về hội nhập kinh tế quốc tế để thấy được rằng là mỗi quốc gia đều có một cái sự ích kỷ cá nhân ở trong đó, nhưng mà làm sao để mà tất cả các quốc gia cùng ngồi trên một vòng đàm phán và có thể tìm được một cái điểm gì đó chung để cùng tiến đến một cái điều lợi ích chung mà nó sẽ lớn hơn là cái chuyện mà khư khư giữ lấy lợi ích cho riêng mình. Trong một tuần của chương trình, các học viên sẽ học và cùng thảo luận về tiến trình hội nhập kinh tế khu vực và quốc tế, các kỹ năng mềm về thương thuyết và tranh luận. Đợt học tiếp theo và cũng là đợt cuối cùng của Wiseely trong năm nay sẽ bắt đầu vào ngày 10 tháng 8 và kết thúc vào ngày 14 tháng 8. Vị khách mời đặc biệt mà học viên sẽ có cơ hội tiếp xúc là thẩm phán tối cao nước Mỹ, bà Ruth Bader Ginsburg.